Noel tất niên, Tết Tây, Tết Ta, Valentine, Tân Niên, quá chừng là dịp để phải sắm sửa. Tuần này là Black Friday nên mấy bà cùng tôi đi săn sale nữa nha. Hôm nay đi đâu? Địa điểm lần này là ở Thisomon, dịp Black Friday nên nhiều quầy mở sale lắm. Mà cái quầy tôi hay chỉ mấy bà đi mua là ở phía bên phải từ cửa ra vô nha. Nhớ là đi đúng quầy hen. Đợt này phải nói là đúng hoành tráng luôn, tha hồ cho mấy bà quẹo lựa. Chưa bao giờ tôi thoát nổi sự hấp dẫn của mấy em nước hoa, phải đứng nghía một hồi lâu vậy đó. Mà nhờ vậy tìm được mấy em nước hoa full size nguyên siêu nguyên hộp của mấy dòng siêu nổi tiếng luôn nè. Body Mist đợt rồi tôi thấy cũng có giảm thì đợt này cũng còn nữa hen. Sale đợt này chơi lớn toàn điêu khủng từ mấy hãng nổi tiếng không à. Cái dòng mỹ phẩm cao cấp này lên kệ lại sale 30-40% chấn động luôn. Collagen Nhật Bản mua 2 tặng 1 xuất sắc luôn mấy bà ơi. Bà nào sợ già thì mau mau ra làm 3 lóc mang về nhà nha. Hồng Sâm Hàn Quốc cũng đang giảm giá mua 1 tặng 1. Quầy thực phẩm chức năng sale mùa này toàn là điêu khủng không. Mấy bà ra Thisomon tham khảo thử nha. Đi dạo nãy giờ giới thiệu cho mấy bà nhưng mà tôi chỉ mê em vali này, sale tận 50%. Em vali màu tím này cực yêu luôn, đầu năm cuối năm đi du lịch là chuẩn bài. Có vali mới thì cũng phải có quần áo mới, giày dép mới. Lacoste vẫn còn đang sale nè, áo đầm thì chỉ từ 199k thôi nha. Ê mà giờ mua áo dài để mặc Tết là được luôn á mấy bà. Giày Reebok cũng đang sale 50%, chấn động luôn. Giày xinh xịn đúng gu tôi, phụ kiện trang sức chói lé mắt, hộp sàn cà rá chiếu bự chảng sale 50% luôn. Ê tôi tìm được cái túi này bao chất bao êm bằng nhựa dẻo kháng nước nhẹ tên, để được cũng nhiều đồ lắm á. Đi du lịch là còn phải có kính mát, sale giá rẻ nên tôi múc liền hai em. Còn bà nào không thích đi du lịch, thích ở nhà chăn ấm nệm êm thì ở đây cũng có sale luôn. Chăn dày ấm đông này là hết thấy cô đơn. Đi một vòng nãy giờ mà tôi chưa coi hết được mấy hàng sale luôn á. Mấy bà ra thử Thisomon để coi còn món nào sale khủng nữa thì nói cho tôi biết nha. Chỉ còn ngày 24, 25, 26 là 3 ngày sale lớn nhất, mấy bà tranh thủ đi để còn điêu hời hen.